Chồng mình đi làm vất vả tối ngày, không thèm ngó ngàng gì hết. Con xin lỗi. Cái cửa nhà này sắp làm to hơn để cô đi lò rồi đấy. Tối nay anh về nhà ăn cơm với em nhá. Cảm ơn. Nhưng mà nói thật đấy, tôi ngấy cô đến tận cổ rồi, không nữa nổi. Đi. Anh lại mới đi tiếp khách về muộn à? Anh có mệt lắm không? À, anh ăn gì không để em nấu nhá? Thôi, suốt ngày ăn, cô ăn mãi không thấy ngấy à? Loại phụ nữ làm còn đòi có ăn, chỉ có ăn thôi. Em như thế. Cô lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Chồng mình đi làm vất vả tối ngày, không thèm ngó ngàng gì hết. Con xin lỗi. Cửa nhà này sắp làm to hơn để cô đi lò rồi đấy. Tất cả các đối tác lớn của công ty đều từ chối hợp tác với công ty mình. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Với cái ngoại hình này, tôi không biết sắp xếp cô vào công việc gì nữa. Xin lỗi cô, từ nay cô có thể nghỉ việc. Chà, ai đây nhỉ? Có phải là cái cô vợ mập béo, giỏi nữ công gia chánh nhà anh Trung đây không? Chà. Vâng, là tôi đây. Thì sao nào? Còn hơn? Hơn cái gì? Hơn cái loại mập béo như mày à? Thôi em ơi, đi luôn đi, đối tác đang chờ. Nhìn cái đống mỡ này, anh ấy lắm này. Tối nay anh về nhà ăn cơm với em nhá. Cảm ơn. Nhưng mà nói thật đấy, tôi ngấy cô đến tận cổ rồi, không nữa nổi. Đi. Sao ông trời bất công với tôi quá vậy? Chẳng nhẽ bé không được quyền chết à? Slim Vita có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ giảm béo, loại bỏ mỡ thừa siêu tốc, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa mỡ. Với 3 tác động giảm cân tự nhiên với các loại thảo dược,
câu kỷ tử, chitosan và L-carnitine fumarate. Được, tôi nhất định sẽ giảm cân, tôi nhất định sẽ đẹp lên các người thấy. Anh à, mình đi thôi. Em còn có việc, lát nữa mình đi ăn nha. Này, kia có phải là vợ anh không nhỉ? Sao là vợ anh được? Vịt hóa thiên nga chắc. Cô ta thì làm gì có tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Em có phải là Linh không? Đi đâu đấy? Xin lỗi, tôi không rảnh. Anh, đi thôi, khỏi vợ anh đâu. Alo, tôi đây. Vâng, cảm ơn anh nhé. Nhờ có anh mà dự án của tôi đã hoàn thành nhanh nhất có thể. Sẽ giảm cân, nhất định mình phải đẹp lên. Các người cứ trố mắt lên mà xem.